Chào mừng các bạn đã đến với Kevin Game và tiếp nối trong series về ma sói. Chúng ta cùng đến với video chức năng của các nhân vật trong ma sói nhé. Hôm nay mình cùng đến với các nhân vật phe dân làng. Phe dân làng các bạn thể thấy rất là nhiều đúng không nào? Đầu tiên, tiên tri tập sự. Tiên tri tập sự có chức năng là khi mà tiên tri đã bị loại khỏi trò chơi rồi á, bạn sẽ thành tiên tri. Như các bạn đã thấy ở cái game phần setup mình có nói là tiên tri được quyền soi xem một người có phải là sói hay không đúng không nào? Thì khi mà tiên tri đó bị sói triệt hạ hay bằng một cách nào đó không nằm trong trò chơi nữa thì tiên tri thật sự sẽ trở thành tiên tri. Và mỗi đêm quản trò sẽ phải gọi đầy đủ tất cả các chức năng. Đấy là luật chung rồi. Đến khi mà tiên tri thật sự thức dậy, bạn sẽ đụng vào vai của họ để họ biết là họ đã trở thành tiên tri. Và từ lượt sau trở đi cứ gọi tiên tri là bạn ấy sẽ thức dậy và soi như một tiên tri bình thường. Số điểm ở đây là cộng 4. Tiên tri hào quang khác với tiên tri hào quang sẽ được chỉ ra là nhân vật mà các bạn ấy xem có chức năng hay không. Riêng sói và dân làng thì tính là nhân vật không có chức năng. Ok chưa? Đấy là lý do tại sao mình bảo là sói có thể có chức năng nhưng mà có thể gọi là bản năng cho đỡ nhầm lẫn cũng được. Bảo vệ, bodyguard hay là hộ pháp rồi cái gì đó đi thì điều quyền bảo vệ một người chơi, người đó sẽ không thể bị sói cắn chết trong đêm, tuy nhiên thì vẫn có thể bị chết bằng cách khác nhé. Và bảo vệ sẽ không được chọn một người chơi trong 2 đêm liên tiếp. Số điểm cộng 3 giống như tiên tri hảo quang. Người bị bệnh, disease, thì người bệnh này số điểm là cộng 3 và nếu bị sói cắn chết, cắn chết nhé, còn nếu mà bị chết bằng cách khác thì sẽ không được chức năng đâu. Người này khi chết thì lượt sau sói sẽ không được cắn ai cả. Cupid, ở trong video trước mình đã có nói rồi, Cupid sẽ chọn 2 người chơi và khiến cho 2 người đó yêu nhau. Nếu 2 người đó cùng phe với nhau thì vẫn là trong phe đó. Tuy nhiên nếu mà 2 người đó là khác phe thì chúng ta sẽ có một phe thứ ba và mục tiêu là phe đó phải là tồn tại đến cuối cùng. Ngoài ra thì khi một người ở trong cặp đôi yêu nhau đó mà bị triệt hạ, bị loại ra khỏi cuộc chơi thì người còn lại sẽ đi theo do luật trái tim tan vỡ và không có gì có thể cứu được điều đó cả. Vậy nhá. Số điểm của Cupid là -3 bởi vì xác suất mà gắn được các dân vào nhau sẽ rất là cao so với gắn sói. Doppelganger, nhân bạn. Đêm đầu tiên sẽ chọn một người chơi. Nếu người chơi đó bị chết đi, bạn sẽ có chức năng của người đó. Thì tại sao là số điểm -2? Bởi vì là nếu mà Doppelganger mà chọn vào sói hay là một người nào đó phe sói thì có phải là thọ cho dân đúng không nào? Drunk cộng 4. Khi mà setup bài mà có người say rượu này á thì chúng ta sẽ lấy thêm một lá bài chức năng so với người chơi và chúng ta sẽ gọi toàn bộ chức năng như bình thường. Tuy nhiên thì ở đêm thứ 3, người say rượu sẽ được nhận lá bài bị thừa ra kia và được nhận chức năng của người đó. Thì cộng 4. Các bạn thể thấy là tại sao lại là cộng 4? Bởi vì là khi mà các bạn lấy bài thừa ra thì cái tỷ lệ mà lá bài thừa ở ngoài là thuộc phe dân rất là cao đúng không? Biết đâu đấy là một cái ý nào đó của nhà phát hành và sẽ làm cho người say rượu này biến đổi thành một chức năng nào đó quan trọng. Ví dụ thế, con ma sẽ chết ngay trong đêm đầu tiên. Tuy nhiên thì theo một cái luật bất ngờ nào đó thì con ma sẽ phải chết trong vòng buổi sáng, tức là sẽ thông báo người chết như bình thường á. Chứ còn không phải kiểu là thông báo ai là con ma nhé. Và ma được quyền ghi một ký tự cho người dân. Con ma này á, thì đối với các bạn chơi sói là con ma này rất là OP, nó rất là mạnh nên là nhiều người sẽ không cho vào. Thợ săn với một cây súng chứa đạn bạc là khắc tinh của loài sói thì khi thợ săn bị loại khỏi trò chơi, thợ săn sẽ được quyền giết một người chơi khác. Đấy. Và đây là bản năng của thợ săn, một đổi một, an eye for an eye. Thì ở trong đêm á, thợ săn sẽ được quyền chọn mục tiêu và buổi sáng thì nếu thợ săn chết thì người đấy sẽ chết theo. Tuy nhiên ở ban ngày khi mà thợ săn bị treo cổ lên giàn á thì thợ săn sẽ được quyền lật bài lên và bắn bất cứ ai mà ông ấy muốn. Tuy nhiên ở đây ghi chữ có thể, tức là bạn có quyền không bắn và bắn lên trời. Lycan, người hóa sói, người lai. Thì dẫn đen cho bạn này á là -1 bởi vì là tại sao bạn ấy là dân nhưng mà tiên tri sẽ luôn luôn nhìn thấy bạn ấy là sói. Và nếu mà có tiên tri hào quang thì chỉ có tiên tri hào quang mới phát hiện được.
đây là sói hay dân thôi. Bởi vì là đây là chức năng mà. Thì tiên tri Hào Quang chỉ vào và bảo đấy là người có chức năng á. Đấy. Thì hầu như là sói sẽ dẫy con có chức năng. Nên là có thể loại một trừ được con này rất là dễ. Thiếu nữ thì cộng 3, có nghĩa là khi mà các bạn có thể ngửi ra một cái mùi nguy hiểm và có thể khiến cho dân làng là treo cổ nhầm người chẳng hạn, thì các bạn có thể thế chỗ người treo cổ và cái lật bài lên. Và sau khi có quyết định treo cổ rồi ạ, thì quả trò luôn luôn đọc là thiếu nữ có muốn lên dàn thay không ạ, thì thiếu nữ sẽ lật bài lên và sẽ không có lật úp bài nhé, úp bài thì nó lại bá đạo quá. Mason là sinh ba hay sinh đôi gì đó đi, mình giới thiệu một lá thôi nhé. Rồi thì Mason là các anh em sinh đôi sinh ba, đêm đầu tiên họ sẽ thức dậy và nhìn thấy nhau, nhận nhau tay bắt mặt mừng. Tuy nhiên ở trong trò chơi, những người này sẽ không bao giờ được ra dấu hay nói điều gì đó liên quan đến việc sinh đôi sinh ba cả. Ví dụ nhá, ví dụ như là mình biết bạn này là gì nhưng bạn ấy không phải là nhân vật này đâu, đấy không phải là tiên tri đâu, không phải là bảo vệ đâu, thì đấy là một cái kiểu gợi ý ngầm á, ai tinh ý sẽ thể nhìn ra ngay. Hoặc là bảo là mình với bạn này là anh em cùng mẹ khác cha chẳng hạn, thì cái đấy là sinh đôi rõ mồn một rồi đúng không nào, có thể nói là hai mình với bạn này cùng bố đấy. Đấy là những cái mà sẽ làm đến gợi ý, và những cái người mà gợi ý như này ấy, sẽ khiến cho buổi đêm tất cả những ai là sinh đôi hay sinh ba đều phải chết. Mayor là thị trưởng, phiếu bầu sẽ tính là hai, thì cộng hai mạnh mà, hai dân còn gì nữa. Và sau khi mà thị trưởng mà bằng một cách nào đấy bị loại khỏi trò chơi ạ, thì các bạn có thể vote thị trưởng mới nhé. Phù thủy gia thì mỗi đêm được chọn một người chơi và người đó sẽ không được tham gia thảo luận và biểu quyết trong ngày hôm sau. Thì nhân vật này sẽ khiến cho một người chơi rời khỏi làng ngay lập tức và không biết một thông tin gì cả. Như vậy thì sẽ bảo toàn được chức năng của người này hơn. Ngoài ra thì có thể là các bạn muốn chơi nhẹ nhàng hơn thì có thể cho người này không nói gì cả và quay vào tường này ạ. Không biết là nói gì nhưng mà như thế thì họ vẫn nghe rõ thông tin đúng không nào? Mỗi tội chỉ không được nói thôi. Old man, người già, không phải dirty old man nha. Thì già làng này sẽ chết vào đêm thứ x, x bằng số lượng sói ban đầu cộng 1 khoảng. Tức là chẳng hạn có 4 sói thì chết ở đêm thứ 4. Thì cái luật chơi có ghi ở đây, đấy là bằng số sói cộng 1. Tức là chẳng hạn như có 4 sói đúng không, thì chết đêm thứ 5. Tuy nhiên thì chẳng hạn treo được một sói rồi, thì ông này sẽ chết ở đêm thứ 4 chẳng hạn. Thì các bạn có thể dựa vào số đêm mà ông ấy chết đi, các bạn có thể biết được là còn bao nhiêu sói. Tuy nhiên thì có thể sói cắn thẳng ông này luôn thì nó lại khó quá. Đấy. Rồi, PI, viết tắt của từ Paranormal Investigator. Thì nhân vật PI này sẽ có tác dụng là một lần duy nhất trong trò chơi vào buổi đêm. Anh ta được chọn một người và quản trò sẽ cho biết là người đó cộng với hai người ngồi hai bên của bạn ấy có phải là có sói hay không. Đấy thôi. Và trên này cộng 3, tức là bạn có thể soi xét là trong ba người đấy có ai có sói không, đúng. Khoanh vốn rất là ít rồi. Pacifist, người hòa bình, luôn luôn đưa ra phiếu cứu, tức là đưa tay lên trời ạ. Vậy thôi. Tức là nếu mà vote sói cũng hơi khó đúng không nào? Và nếu mà người này cố tình làm sai á thì các bạn nên loại khỏi trò chơi luôn nhé. Priest thì tu sĩ này sẽ chọn một người chơi ở trong đêm, nhưng mà duy nhất một lần thôi nhé. Người chơi đó sẽ không thể bị giết ở trong đêm, tức là chọn một người chơi, người đấy sẽ không bao giờ bị thỏa cắn chết á. Nếu mà tìm ra được ai là tiên tri hay là chức năng là mạnh, chọn một cái là thoải mái luôn, trừ khi buổi sáng bị post thôi, chịu. Prince, hoàng tử, khi bạn bị lên dàn á thì bạn sẽ lộ vai và sẽ được sống tiếp, mình là hoàng tử cơ mà đó. Tuy nhiên thì đêm vẫn bị sói cắn bình thường nhá. Ok, Seer, tiên tri đúng không nào? Bây giờ mình nói đến, tuy nhiên thì chức năng các bạn đã biết rồi đúng không? Mỗi đêm được dậy và soi xem người đấy có phải là sói hay không. Đơn giản hết. Spellcutter, khác với OH thì Spellcutter sẽ cho người chơi đó được ở trong làng và tham gia mọi thứ. Tuy nhiên người chơi đấy sẽ gặp một cái, đấy là không được nói trong suốt một ngày đó. Và tất nhiên là ai mà lỡ mồm nói rồi á thì đi thôi. Tuy nhiên thì nếu người đấy bị lên dàn á thì vẫn được biện luận như bình thường nhá. Nên như vậy, chứ còn lên dàn mà câm thì chịu. Cộng 1, khá mạnh. Tough guy. Đây, tough guy.
Nếu bị sói cắn thì sẽ không chết ngay, tuy nhiên thì người này sẽ kiểu bị uốn ván ấy và chết vào đêm hôm sau. Cộng 3, khá mạnh đúng không? Tránh được một đòn. Troublemaker. Trong đêm, quả rối được quyền ra hiệu cho quả trò và có thể nói là người duy nhất có thể ra hiệu cho quả trò. Trong đêm các bạn không làm gì để đánh động cả đâu nhé. Thì cái kiểu quả rối này sẽ ra hiệu cho quả trò và hôm sau dân làng sẽ biểu quyết cho cổ hai người thay vì một người như bình thường. Và chức năng này chỉ được dùng một lần duy nhất thôi. Nhiều quá thì nó loạn quá. Mẹ trẻ trừ hai chọn một người làm con và khi mẹ chết thì con cũng chết theo. Tuy nhiên nếu con chết thì mẹ vẫn sống bình thường. Thế rồi. Mẹ này vô trách nhiệm vậy. Village idiot. Thì khác với người hòa bình đúng không nào? Người hòa bình thì luôn luôn phải cứu, còn tên đần độn này thì luôn luôn là giết. Và nhân vật có số lượng nhiều nhất trong trò chơi này thì phải. Đó là village, dân làng, chức năng đơn giản thôi, tìm ra các con sói và treo của chúng. Tại sao lại như thế? Và số này là số cộng 1 nha. Thì các bạn thể thấy đây, dân làng thì không chức năng gì cả và gần như không ai thích cả. Tuy nhiên thì các bạn có một câu như thế này. Không phải là do bạn sinh ra là cái gì, mà là do bạn muốn trở thành cái gì. Tức là khi bạn không có gì cả, tiềm năng của bạn là vô hạn. Bạn cứ thử đi, bạn học cái gì cũng được mà. Không sợ trái ngành luôn. Thì dân cũng như vậy. Không có gì mà dám đứng lên suy luận. Thì đấy là do kỹ năng người chơi. Và do chính bạn đó. Cố lên nhé. Dân thì rất nhiều rồi. Không phải nói nhiều nữa. Cộng 1. Và nhân vật cuối cùng ở đây là phù thủy. Phù thủy có hai bình thuốc và mỗi bình chỉ được dùng một lần trong suốt trò chơi. Và một đêm các bạn có thể không dùng bình nào hoặc là dùng cả hai bình cũng được, không sao cả. Một bình sẽ dùng để cứu một người khỏi bị sói cắn và một bình có thể giết một người. Và chức năng này như mình nói rồi, dùng một lần thôi. Bởi vì là có thể cứu được một người bị sói cắn, tức là phù thủy sẽ biết được ai là người bị sói cắn. Nên là phù thủy kể cả dùng hết bình rồi vẫn có chức năng rất là mạnh. Và trên đây là tất cả các nhân vật có trong phần chức năng của các nhân vật phe dân. Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể comment ngay bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.